Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Nếu các bạn hỏi mình đâu là một chiếc smartphone tầm trung đáng mua tại thời điểm hiện tại thì mình recommend cho các bạn sản phẩm này, đó chính là chiếc Huawei Nova 7i. Chiếc này thì có một cái thiết kế đẹp này, có một cái sạc rất là nhanh và có hệ thống 4 camera. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp luôn chiếc máy này xem nó như thế nào. Và ở trên chiếc hộp chúng ta thì nó sẽ rất là đơn giản, chỉ có cái dòng chữ tên của máy. Và ở phía dưới thì mình để ý là cái app gallery của Huawei. Đây là nơi các bạn có thể tải ứng dụng do chính Huawei phát triển. Như các bạn đã biết thì cái vấn đề của Google và Huawei thì nó cũng đang hơi gặp một chút trục trặc. Vì vậy là các bạn sẽ tải ứng dụng ngay trên cái app gallery này, rồi đi ngay ở bên trong. Thì ở trên cùng đó chính là về chiếc máy của chúng ta. Mình sẽ để qua một bên. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ có một cái ốp lưng cũng như sách hướng dẫn sử dụng. Đây, ốp lưng và cây cặp SIM. Ốp lưng thì là loại ốp lưng silicone thôi, không có gì đặc biệt cả. Và ở phía dưới này thì là một cái củ sạc rất là giá trị. Củ sạc này thì có công suất lên tới 40W. Và nó được tặng kèm luôn cái cọng cáp từ đầu A sang đầu C. Và cái cọng cáp này thì nó có cái đầu bên trong này màu tím, nhìn khá là đẹp mắt. Và rất đáng khen cho Huawei khi mà nhà sản xuất này cũng tặng kèm chúng ta một cái tai nghe. Cái tai nghe này thì nó không phải là một cái dạng tai nghe đặc biệt gì cả, nó rất là bình thường thôi, nhưng mà cũng khá đáng khen với một chiếc máy đến từ nhà sản xuất Trung Quốc. Huawei Nova 7i thì mình đánh giá đây là một chiếc máy có cái thiết kế rất là bắt mắt. Khi bạn cầm trên tay này, các bạn sẽ thấy nó khá là nhẹ và thoải mái bởi vì những cái cạnh nó bo cong rất là nhiều. Nổi bật nhất ở đây chính là mặt lưng của máy, nó có một cái màu gọi là màu hồng sakura, như kiểu hồng của hoa anh đào ấy, thì nó sẽ chuyển từ màu xanh ngọc sang màu hồng như thế này. Và nổi bật ở đây là cái cụm 4 camera của máy. Thì cái cụm 4 camera này thì mình thấy rằng nó chắc là sẽ giống cái thế hệ iPhone 12 sắp tới. Chuyển qua phần mặt trước của máy thì đây là một cái màn hình với kích thước là 6,4 inch, độ phân giải là Full HD và nó sử dụng cái tấm nền là IPS LCD. Vì vậy thì các bạn sẽ không thấy được một cái cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình, mà cái cảm biến vân tay đó nó sẽ được đưa ra ngoài phím nguồn như thế này. Về chất lượng của màn hình này thì mình đánh giá rằng nó không quá là rực rỡ, nhưng mà cái góc nhìn tốt và cũng như là độ sáng tốt. Màn hình của chiếc máy này thì sử dụng cái kiểu thiết kế đó chính là màn hình nốt ruồi, nó đặt ở ngay phía góc trái này. Nhưng mà mình thấy rằng cái kích thước của nốt ruồi này nó hơi bị to và nó hơi lệch một chút so với cái cạnh bên trái này của máy. Ở bên cạnh trái chúng ta đã có thêm một cái khai SIM và nó hỗ trợ 2 SIM. Nhưng mà nếu các bạn muốn sử dụng thêm thẻ nhớ thì các bạn sẽ phải hy sinh một SIM. Nhưng mà các bạn sẽ lắp thêm một cái thẻ nhớ theo chuẩn riêng của Huawei. Và cái chuẩn thẻ nhớ đấy thì nó cũng khá là khó tìm ở trường Việt Nam. Ở bên dưới thì chúng ta vẫn có cái cổng USB Type-C cũng như là loa ngoài và cái cổng 3.5. Ở phía trên này thì sẽ chỉ có thêm một cái mic phụ nữa thôi. Và đó là tổng quan những gì về thiết kế của chiếc Huawei Nova 7i. Về hệ thống camera của chiếc máy này thì nó sở hữu một cảm biến chính là 48MP khẩu độ f1.8, một cảm biến góc siêu rộng là 8MP khẩu độ f2.4 và có thêm một cái ống kính macro 20MP và có thêm một cái camera đo độ sâu là 20MP nữa. Thì đây là một cái cấu hình camera rất là cơ bản và chúng ta sẽ thiếu đi cái cảm biến tele. Nhưng mà trong giao diện camera thì các bạn vẫn có thể zoom được lên tới 6x ở đây bằng kỹ thuật số. Với camera trước trong phần nốt ruồi này thì nó sẽ có là 16MP và khẩu độ f2.0. Với mình thử nghiệm ở đây thì cái ảnh chân dung của máy chụp lại bằng camera trước nó có cái mức độ làm đẹp khá là tốt. Nó là cà mịn da rất là tự nhiên. Còn về chất lượng camera sau thì mình thấy rằng nó chưa được ưng ý cho lắm và mình sẽ gửi tới các bạn bài đánh giá chi tiết của camera này sau. Ngoài ra thì bên cạnh này sẽ là chế độ chụp đêm, một chế độ không thể thiếu trong những cái smartphone hiện tại. Và trong cái phần gọi là thêm này thì các bạn sẽ có thêm những cái chế độ. Ví dụ như ở đây mình chú ý là chế độ chụp chuyên nghiệp thì các bạn có thể tùy chỉnh được là ISO này, tốc độ màn chập này, phơi sáng lâu nhất lên tới 30 giây. Ngoài ra thì có thêm cái chế độ siêu macro để chụp những cái vật thể nó gần, khoảng dưới 4cm đây, như máy đã thể hiện ngay đây luôn. Về bộ vi xử lý của chiếc máy này thì nó đang sở hữu một vi xử lý là Kirin 810. Mình cũng chấm luôn cái điểm AnTuTu của máy đây thì nó đạt là 299.683 điểm. Điểm CPU là 92.000 và điểm GPU là 83.000. Thì đây là một con chip cũng khá là mạnh trong cái phân khúc này. Về viên pin của chiếc Huawei Nova 7i thì nó sở hữu viên pin là 4200mAh. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó chính là nó được tích hợp cái sạc nhanh là 40W. Không nhiều những cái smartphone tầm trung mà có cái sạc nhanh nó lớn như vậy và nó gần như là ngang với những chiếc flagship hiện nay. Và Huawei nói rằng chỉ cần sạc 30 phút là máy đã đầy 70%. Tổng kết lại, với mức giá khoảng 6,9 triệu đồng thì mình tin rằng Huawei Nova 7i là một chiếc máy rất là đáng sở hữu. Nó có một cái thiết kế đẹp, một cái màn hình với cái hơi hướng rất là mới, một cụm camera lên tới 4 ống kính và chụp được rất nhiều cái chế độ khác nhau. Ngoài ra thì máy cũng có một cái viên pin lớn đi kèm với công nghệ sạc nhanh rất là cao cấp. Các bạn có thấy rằng Nova 7i là một chiếc máy rất là tốt trong tầm giá này không, hay là chiếc máy nào khác, thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình là Trọng Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Tạp chí Người Việt Nam.